Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mạng Studio và chúng ta sẽ tiếp tục series về những sản phẩm Dell Latitude. Nhân vật chính của ngày hôm nay đang bên cạnh tôi đó chính là chiếc laptop Dell Latitude 7320 mới nhất chính hãng tại thị trường Việt Nam. Sau cái video về chiếc laptop Dell Latitude 5420 ấy thì mình cũng có nhận được rất là nhiều các câu hỏi của các bạn về cấu hình, về setup, về nâng cấp và về tỷ tỷ thứ liên quan đến Latitude. Cho nên là ở video này ấy, thì mình sẽ quyết định là làm chi tiết hơn, đầy đủ hơn và nói chung là nó sẽ không còn là một cái đánh giá nhanh nữa. Mặc dù là mình đã cái trải nghiệm của nó thì chưa được nhiều, mình mới cầm nó được vài ngày thôi và ngày mai thì mình cũng phải trả rồi. Đấy, cho nên là hôm nay thì mình sẽ cố gắng mang đến cho các bạn nhiều thông tin nhất về cái chiếc Dell Latitude 7320 nhá. À, các bạn cùng xem video nào. Cái cảm giác đầu tiên khi mà cầm chiếc Dell Latitude 7320 trở lên đó chính là máy khá nhẹ nhưng lại mang lại một cái cảm giác nguyên khối và chắc chắn cực kỳ truyền thống của Dell Latitude Series 7000. Mặt trên của máy được làm bằng nhôm nguyên khối với logo Dell. Ở sát mép thì chúng ta có thấy một cái giải hoàn thiện nhựa với cái màu sậm hơn. Thì theo mình đoán ở đây thì đó chính là cái chỗ mà chúng ta để anten Wi-Fi và anten cho 4G. Đặt đài máy lên chúng ta sẽ thấy một cái hoàn thiện là một mảng với có hai cái giải loa hai bên này, chúng ta có hai cái phần cao su để chống trượt và một cửa sổ rất lớn cho quạt tản nhiệt. Chúng ta không cần quan tâm là có nên mở nó ra hay không, tại vì chiếc máy này là không thể nâng cấp được RAM mà chỉ nâng cấp được SSD thôi. Bên hông máy thì chúng ta cũng có đầy đủ các cổng kết nối. Ở mặt bên trái chúng ta sẽ có cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt 4 và đây có biểu tượng sạc. Chúng ta sẽ có khe thoát nhiệt và một cổng audio combo 3.5. Ở bên mặt phải thì chúng ta sẽ có là khe khóa này, khe HDMI 2.0, một cổng USB và một cổng USB-C. Cổng USB-C này cũng hỗ trợ Thunderbolt 4 và DisplayPort. Chúng ta sẽ có một khe đọc thẻ microSD. Và ở bên dưới thì chúng ta sẽ có thêm một khay SIM. Khay SIM này thì là cũng bằng kim loại luôn, để chúng ta có thể gắn SIM vào và sử dụng kết nối 4G khi đi ra ngoài. Mở máy tính lên, cảm biến hồng ngoại làm việc ngay lập tức, nhận diện nhanh và chính xác khuôn mặt về mở khóa máy tính, cực kỳ tiện lợi và bảo mật. Bàn phím bằng nhựa cao cấp, có LED 3 mức sáng và hành trình bấm sâu cho trải nghiệm gõ êm, nảy. Sử dụng layout đồng nhất trên dòng Dell Latitude, rất dễ làm quen và cực kỳ đồng bộ. Touchpad gì êm, mượt, chính xác. Mặc dù là cái size không được to lắm, nhưng mà khi mà chúng ta đã có một cái màn hình cảm ứng rất lớn rồi thì có vẻ là cái diện tích này cũng không cần thiết nữa. Màn hình Full HD, độ sáng 300 nit và góc nhìn rộng cho cái trải nghiệm hiển thị sắc nét rực rỡ. Cảm ứng đa điểm kết hợp với kính cường lực hoạt động nhanh, chính xác và mượt mà. Viền phía trên màn hình được đeo khéo léo bố trí nút gạt che camera. Đây là trang bị tiêu chuẩn và bắt buộc phải có trong thời kỳ 4.0. Bản lề đôi chắc chắn, vững chãi, giữ cho máy không bị flex khi sử dụng. Chỉ một thao tác gập mở đơn giản, máy có thể dễ dàng chuyển đổi thành dạng tablet sử dụng tiện lợi, hoặc đơn giản là chúng ta sẽ dựng đứng máy để thưởng thức những nội dung ở dạng dọc. Máy sử dụng cấu hình Intel Core i thế hệ 11 mới nhất và RAM kênh đôi với tốc độ lên tới 4200, mang lại một cái hiệu năng cực kỳ tuyệt vời kể cả phần tính toán số liệu lẫn xử lý đồ họa. Nói tóm lại ấy, thì Dell Latitude 7320 là một chiếc máy mang đến sự mỏng nhẹ, trải nghiệm cảm ứng tiện lợi cùng với hiệu năng xử lý rất là tốt. Đây là chiếc máy mơ ước cho bất kỳ ai làm việc chuyên nghiệp. Các bạn nghĩ sao? Hãy comment xuống bên dưới để cùng chia sẻ cảm nhận về Dell Latitude 7320 và đừng quên bấm like, share và subscribe để ủng hộ cho Mạng Studio ngày càng phát triển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.